6040 các bạn. Số khô. Dàn số này của Bảo Tiền. Bảo Tiền số 8 Phú Vĩnh. Mình quay ở đây là đồng Phú Vĩnh, mình như là bờ Bắc kinh Vĩnh An á. Ở đây người ta quá nông sớ rồi. Mới ăn rồi 4-5 bữa trước, mới gặt xong rồi bữa nay sớ luôn. Chiếc này là chiếc Thái. Nó bị kêu nhông. Nãy anh mới hỏi ông. Thì nồn sớ ở trong kia là kìa, chừng khoảng 1 cây số là ở trong đó người ta đang gặt đó. Đó, khoảng 1 cây số à. Khúc ngoài này đốt gơm gỡ là đợi sớ rồi đấy. Ông chủ máy là ông chiếc 6000 này nè. Hai máy này của ổng đó. Chiếc 6040 này thì ổng nói không bằng chiếc 6000, chắc khô á. Mình cũng nghe một hai người nói á. Hình như chiếc 70 luôn nữa. Chiếc 7040 cũng không bằng chiếc 6000. 6000 nó nặng sát. Chiếc Thái này ông mua khoảng 7-8 năm nay. 18 chiếc đầu tiên vàng là ông lấy hình chiếc đó. Đồng bên này là cũng là Phú Vĩnh. Mà cái đồng hôm trước mình quay chiếc Fiat 80-90 cũng là Phú Vĩnh, nhưng mà nó nằm phía bên bờ bên kia. Bờ bên kia là đảo dài xuống, đi dọc theo kinh Hằng Nông, đảo dài xuống tới kinh 26 tháng 3 đó, là cũng là Phú Vĩnh đó. Tân Châu thì có Sơn Tâm, Phú Vĩnh, Lê Chánh thì có Bảo Tiện. Là hai cái xưởng đó là mình thấy người ta đánh giá là sớ, dần sớ làm ngon. Sơn Tâm thì xéo xéo nhà thờ Tân Châu, còn Bảo Tiện ở đây nằm ở số 8 Phú Vĩnh.
Sư ta không biết là thuộc về Lê Chánh hay là Phú Vĩnh, không biết. Như Lê Chánh thì... sáu không không mà nó khoảng 60-63 mã lực, nhưng mà cái mã lực BTO là mã lực đầu ga đó, nó có khoảng 55-57 mã lực à, turbo luôn chắc là được 63 của máy á, còn đầu ga turbo chắc cỡ 57 á. Bảy không ở vùng mình như không thấy, phía dưới Long Sơn thì có được một chiếc.